Đâu người, nãy thì mình nói là tí nữa mình quay video thì bây giờ mình quay clip luôn nè. Thì mình nhanh lắm, mình quay lại nhanh lắm. Mình mới nói mình giúp bỏ, mình nói là mình mới đăng thằng bạn mình nó lên luôn rồi, để coi nó còn on không. Ôi ơi, nó còn mặc cái áo. Ờ không, cái nón nữa, cái nón nó cười vãi liền. Mình sẽ chọn cái, nếu mình chọn nhân vật của mình nó ôn chưa ta, nó trong nhà để làm gì mình cũng không biết nữa. Ừ, mình lấy xe mình chạy luôn cho nó lẹ. Bây giờ mình sẽ đi cút cá, mình qua à thôi là biến á. Mình tặng cho thằng bạn mình quà luôn, mình nói nhiều lắm cơ. Nó nhiều như con ma la canh vậy đó. Nè nè, chúc mày nhớ và sớm nhớ và sớm nhìn. Ôi nó no, mình mất tiền rồi. Mình không có tiền nữa, mình tặng mấy cái dễ dễ cho nó thôi. Nếu mình có thì mình tặng nó luôn rồi. Để coi nó qua nó coi thư chưa. Để mình hỏi nó coi thư. Từ từ. Để mình coi nó nhắn gì vậy. Á từ con mắt chinh. Tao tặng mày đó. Tao tặng mày đó. Mình còn mấy người mình tặng luôn. Lần đầu chắc thằng bạn mình mới được tặng cái gì á. Kệ mẹ mày chứ. Vui đi. Nó không biết cảm ơn mình luôn mọi người. Mẹ khác đấy. Bà nội chứ. Chúc bia cảm ơn chị hết. Tao bạn mày tống tiền biết bao. Thằng này đâu rồi? À đây. Thôi con cảm ơn mẹ. Được. Ngoan lắm con trai. Được ngoan con trai. Từ 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 từ
Mẹ vừa đăng video xong. Vừa. Lộn cảm ơn tiền chứ. Đi chơi không? Đi mình đi câu cá nha mọi người. Ai muốn coi nhà mình thì hãy cho mình 200. À không có gì, không phải như vậy đâu nha. Mình đi mình bỏ nó luôn, mình không có cần nó nữa. Để mình qua chỗ này mình quay một tí thôi, mình muốn tiện mình còn đúng mấy cái nữa mình tặng nó tiếp nè. Hợp lý không ta, bây giờ có nên tặng nó tiếp không? Nó là bạn mình mà. Để mình suy nghĩ coi. Lạ quá đi mà. Đây rồi, mình sáng mình lấy thêm tiền rồi mình tặng nó tiếp. Tặng nó tiếp nè. Để mình coi. À, coi còn 4 kim cương tặng tao. Còn 4 kim cương cho mày cương. Luôn. Cảm ơn. Tiền luôn quá mọi người. Để mình tặng nó tiếp thôi. Mình là dân chơi khu má là phải tặng hết luôn. Tặng nó nè. Hảo bạn thân. Để mình tặng nó. Đừng nói mày bị điên không gì. Mẹ mình tặng nó mà nó lại nói mình bị điên à. Lão xanh này nè. Này hết đi. Này à, bạn à. Nên là mình chơi khô máu. Người lần đầu tiên á, mình tặng á. Sao em cảm ơn mình không biết tặng quà mình lại luôn á mọi người.
Ôi rồi. Nếu mình chụp hình nó cái ui ngắm trai trai đẹp quá chụp liền đây đây. Để mình trả chốn luôn hẻo bạn thân thiệt luôn. Ai có mấy cái app này không ta? Chán quá mọi người ơi. Để mình mở tiếng nhỏ cái. Kênh của mình chỉ mới lập thôi nên là chỉ có 2 người đăng ký thôi. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Thì mình sẽ cố gắng làm video hơn. Giờ tạm biệt các bạn nha. Bye bye.